bốn la mã chương ưng đối trị tiếp theo phần sản phụ điều học thứ nhất ba trăm sáu mươi bốn lúc bấy giờ đức phật thế tôn ngự tại thành xá vệ kỳ viên tu viện của ông cấp cô độc vào lúc bấy giờ các tỳ khâu ni tiếp độ người nữ mang thai cô ấy đi khất thực dân chúng đã nói như vậy hãy bố thí đồ khất thực cho ni sư ni sư mang bào thai nặng nề dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các tỳ khô ni lại tiếp độ người nữ mang thai các tỳ khô ni đã nghe được những người ấy phàn nàn phê phán chê bai các tỳ khô ni ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ni ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu ni là tiếp độ người nữ mang thai các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội chúng tỳ khưu lại đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ người nữ mang thai có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ mang thai vậy này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau khi khiển trách ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng già này các tỳ khưu các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy vị tỳ khưu ni nào tiếp độ người nữ mang thai thì phạm tội ưng đối trị 365. Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là dị ni nào tỳ khưu ni người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni là tỳ khưu ni do sự thừa nhận là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận là tỳ khưu ni khi được đức phật nói rằng này tỳ khưu ni hãy đi đến người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khâu ni người nữ hiền thiện là tỳ khâu ni người nữ có thực chất là tỳ khâu ni người nữ thánh hữu học là tỳ khâu ni người nữ thánh vô học là tỳ khâu ni người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni ở đây vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này người nữ mang thai nghĩa là có sanh mạng đã thành tựu được đề cập đến tiếp độ cho tu lên bậc trên vị ni nghĩ rằng ta sẽ tiếp độ rồi tìm kiếm nhóm tỳ khâu ni hoặc dị ni tuyên ngôn hoặc là bình bát hoặc là y hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm tội tác ác do lời đề nghị thì phạm tội tác ác do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội tác ác khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự ni sư tế độ phạm tội ưng đối trị nhóm chứng minh và dị ni tuyên ngôn phạm tội tác ác 366 người nữ mang thai nhận biết là người nữ mang thai dị ni tiếp độ thì phạm tội ưng đối trị người nữ mang thai có sự hoài nghi dị ni tiếp độ thì phạm tội tác ác người nữ mang thai lầm tưởng là người nữ không mang thai dị ni tiếp độ thì vô tội người nữ không mang thai, lầm tưởng là người nữ mang thai, phạm tội tác ác. Người nữ không mang thai có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Người nữ không mang thai, nhận biết là người nữ không mang thai thì vô tội. 367. Dị ni tiếp độ người nữ mang thai, lầm tưởng là không mang thai. Dị ni tiếp độ người nữ không mang thai khi nhận biết là không mang thai Dị Ni bị điên vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội Phần sản phụ điều học thứ nhì 368 Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành xá vệ kỳ viên tu viện của ông cấp cô độc Vào lúc bấy giờ các tỳ khâu ni tiếp độ người nữ còn cho con bú cô ấy đi khất thực dân chúng đã nói như vậy hãy bố thí đồ khất thực cho ni sư ni sư còn có người thứ nhì dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các tỳ khâu ni là tiếp độ người nữ còn cho con bú các tỳ khâu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn phê phán chê bai các tỳ khưu ni ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ni ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu ni là tiếp độ người nữ còn cho con bú các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội chúng tỳ khưu lại đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ người nữ còn cho con bú có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ người nữ còn cho con bú vậy này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau khi khiển trách ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng và này các tỳ khưu các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy vị tỳ khưu ni nào tiếp độ người nữ còn cho con bú thì phạm tội ưng đối trị 369 vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy có giai cấp như vậy có tên như vậy có họ như vậy có giới hạnh như vậy có trú xứ như vậy có hành xứ như vậy là vị trưởng lão ni trên mười năm tỳ khưu ni mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm vị ni ấy được gọi là vị ni nào tỳ khưu ni người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni là tỳ khưu ni do sự thừa nhận là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận là Tỳ Khưu Ni khi được Đức Phật nói rằng: Này Tỳ Khưu Ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng Tam Quy là Tỳ Khưu Ni, người nữ hiền thiện là Tỳ Khưu Ni, người nữ có thực chất là Tỳ Khưu Ni, người nữ thánh hữu học là Tỳ Khưu Ni, người nữ thánh vô học là Tỳ Khưu Ni, người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni ở đây vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này người nữ còn cho con bú nghĩa là người mẹ hoặc là người vú nuôi tiếp độ cho tu lên bậc trên vị ni nghĩ rằng ta sẽ tiếp độ rồi tìm kiếm nhóm tỳ khưu ni hoặc vị ni tuyên ngôn hoặc là bình bác hoặc là y hoặc là chỉ định tranh giới thì phạm tội tác ác do lời đề nghị thì phạm tội tác ác Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội tác ác. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế độ phạm tội ưng đối trị. Nhóm chứng minh và dị ni tuyên ngôn phạm tội tác ác. 370 Người nữ còn cho con bú, nhận biết là người nữ còn cho con bú. Dị ni tiếp độ thì phạm tội ưng đối trị. Người nữ còn cho con bú có sự hoài nghi dị ni tiếp độ thì phạm tội tác ác. Người nữ còn cho con bú, lầm tưởng là người nữ không cho con bú, dị ni tiếp độ thì vô tội. Người nữ không cho con bú, lầm tưởng là người nữ còn cho con bú, phạm tội tác ác. Người nữ không cho con bú, có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Người nữ không cho con bú, nhận biết là người nữ không cho con bú thì vô tội. 371 Dị Ni tiếp độ người nữ còn cho con bú, lầm tưởng là người nữ không cho con bú. Dị Ni tiếp độ người nữ không cho con bú, khi nhận biết là người nữ không cho con bú. Dị Ni bị điên, dị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần sản phụ điều học thứ ba 372 Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành xá vệ kỳ viên tu diện của ông cấp cô độc. vào lúc bấy giờ, các tỳ khô ni tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Các vị ni ấy ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc được phép hay không được phép. Các tỳ khô ni ít ham muốn tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập các vị ni ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội chúng tỳ khưu lại đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm vậy này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm đến cô ni tu tập sự và dạ này các tỳ khưu nên ban cho như vậy cô ni tu tập sự ấy nên đi đến nơi hội chúng đắp thượng y một bên vai đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni ngồi chồm hổm chắp tay lên và nên nói như vậy bạch chư đại đức ni tôi tên như vậy là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên như vậy thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm nên được thỉnh cầu lần thứ nhì nên được thỉnh cầu lần thứ ba hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ Khô ni có kinh nghiệm đủ năng lực bạch chư đại đức ni xin hội chúng hãy lắng nghe tôi cô ni này tên như vậy là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên như vậy thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm, đến cô ni tu tập sự tên như vậy. Đây là lời đề nghị. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên như vậy là cô ni tu tập sự của đại đức tên như vậy thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Hội chúng ban cho sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm, đến cô Ni tu tập sự tên như vậy. Đại đức Ni nào đồng ý việc ban cho sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm đến cô Ni tu tập sự tên như vậy? Xin im lặng. Vị Ni nào không đồng ý có thể nói lên sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm đã được hội chúng ban cho đến cô ni tu tập sự tên như vậy. sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. cô ni tu tập sự ấy nên được nói rằng cô hãy nói như vậy. một, tôi xin thọ trì việc tránh xa sự giết hại mạng sống không vi phạm trong hai năm. hai tôi xin thọ trì việc tránh xa sự lấy vật không được cho trộm cắp không vi phạm trong hai năm ba tôi xin thọ trì việc tránh xa điều vi phạm hạnh hành dâm không vi phạm trong hai năm bốn tôi xin thọ trì việc tránh xa sự nói dối không vi phạm trong hai năm năm tôi xin thọ trì việc tránh xa sự dễ vui uống chất say là rượu và chất lên men không vi phạm trong hai năm 6. Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự ăn sái thời không vi phạm trong hai năm. Sau đó, Đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khâu ni ấy bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hòa nhã sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng già này các tỳ khưu các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy vị tỳ khâu ni nào tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm thì phạm tội ưng đối trị 373 vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy có giai cấp như vậy có tên như vậy có họ như vậy có giới hạnh như vậy có trú xứ như vậy có hành xứ như vậy là vị trưởng lão ni trên mười năm tỳ khưu ni mới tu dưới năm năm hoặc trung niên trên năm năm vị ni ấy được gọi là vị ni nào tỳ khưu ni người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni là tỳ khưu ni do sự thừa nhận là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận là tỳ khưu ni khi được đức phật nói rằng này tỳ khưu ni hãy đi đến người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni người nữ có thực chất là tỳ khưu ni người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni người nữ thánh vô học là Tỳ Khưu Ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là Tỳ Khưu Ni. Ở đây, vị Tỳ Khưu Ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị Ni này là vị tỳ khâu ni được đề cập trong ý nghĩa này hai năm nghĩa là thời hạn hai năm chưa thực hành việc học tập nghĩa là việc học tập chưa được ban cho hoặc là việc học tập đã ban cho bị hư hoại tiếp độ cho tu lên bậc trên vị ni nghĩ rằng ta sẽ tiếp độ rồi tìm kiếm nhóm tỳ khâu ni hoặc vị ni tuyên ngôn hoặc là bình bác hoặc là y hoặc là chỉ định tranh giới thì phạm tội tác ác. Do lời đề nghị thì phạm tội tác ác. Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội tác ác. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế độ phạm tội ưng đối trị. Nhóm chứng minh và dị ni tuyên ngôn phạm tội tác ác. 374 Hành sự đúng pháp nhận biết là hành sự đúng pháp dị ni tiếp độ thì phạm tội ưng đối trị hành sự đúng pháp có sự hoài nghi vị ni tiếp độ thì phạm tội ưng đối trị hành sự đúng pháp lầm tưởng là hành sự sai pháp dị ni tiếp độ thì phạm tội ưng đối trị hành sự sai pháp lầm tưởng là hành sự đúng pháp phạm tội tác ác hành sự sai pháp có sự hoài nghi phạm tội tác ác hành sự sai pháp nhận biết là hành sự sai pháp phạm tội tác ác 375 Dị Ni tiếp độ cô Ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về giáo pháp trong hai năm vị Ni bị điên vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội Phần sản phụ điều học thứ tư 376 Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành xá vệ kỳ viên tu viện của ông cấp cô độc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khâu ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, nhưng chưa được hội chúng chấp thuận. Các tỳ khâu ni đã nói như vậy. Này, các cô ni tu tập sự, hãy đi đến, hãy nhận biết việc này, hãy bố thí vật này, hãy mang lại vật này. Có sự cần dùng với vật này, hãy làm vật này thành được phép. Các cô ni ấy đã nói như vậy. Này các ni sư, chúng tôi không phải là các cô ni tu tập sự, chúng tôi là các tỳ khâu ni. Các tỳ khâu ni ít ham muốn tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, vì sao các tỳ khâu ni lại tiếp độ cô ni tu tập sự Đã thực hành việc học tập về sáng pháp trong hai năm Nhưng chưa được hội chúc chấp thuận Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy Sau khi triệu tập hội chúng tỳ khưu lại Đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu nghe nói các tỳ khưu ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu vì sao các tỳ khưu ni lại tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận vậy. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu ta cho phép ban cho sự chấp thuận về việc tiếp độ đến cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm và này các tỳ khưu nên ban cho như vậy cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm ấy nên đi đến nơi hội chúng đắp thượng y một bên vai đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni ngồi chồm hổm chắp tay lên và nên nói như vậy bạch chư đại đức ni tôi tên như vậy là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên như vậy đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm giờ thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận về việc tiếp độ nên được thỉnh cầu lần thứ nhì nên được thỉnh cầu lần thứ ba hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm đủ năng lực. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên như vậy là cô ni tu tập sự của đại đức ni tên như vậy, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, giờ thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận về việc tiếp độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm, đến cô ni tu tập sự tên như vậy đây là lời đề nghị bạch chư đại đức ni xin hội chúng hãy lắng nghe tôi cô ni này tên như vậy là cô ni tu tập sự của đại đức tên như vậy đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm giờ thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận về việc tiếp độ hội chúng ban cho sự chấp thuận về việc tiếp độ đến cô ni tu tập sự tên như vậy đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm Đại Đức Ni nào đồng ý việc ban cho sự chấp thuận về việc tiếp độ đến cô Ni tu tập sự tên như vậy đã thực hành việc học tập về giáo pháp trong hai năm xin im lặng vị ni nào không đồng ý có thể nói lên sự chấp thuận về việc tiếp độ đã được hội chúng ban cho đến cô ni tu tập sự tên như vậy đã thực hành việc học tập về giáo pháp trong hai năm sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng tôi ghi nhận sự việc này là như vậy sau đó, Đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khâu ni ấy bằng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng già này các tỳ khưu các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy vị tỳ khưu ni nào tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về giáo pháp trong hai năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận thì phạm tội ưng đối trị 377 Vị ni nào Là bất cứ vị ni nào Có mối quan hệ như vậy Có giai cấp như vậy Có tên như vậy Có họ như vậy Có giới hạnh như vậy Có trú xứ như vậy Có hành xứ như vậy Là vị trưởng lão ni Trên 10 năm tỳ khưu ni Mới tu dưới 5 năm Hoặc trung niên trên 5 năm Vị ni ấy được gọi là dị ni nào tỳ khưu ni người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni là tỳ khưu ni do sự thừa nhận là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận là tỳ khưu ni khi được đức phật nói rằng này tỳ khưu ni hãy đi đến người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni người nữ có thực chất là tỳ khưu ni người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni ở đây vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này hai năm nghĩa là thời hạn hai năm đã thực hành việc học tập nghĩa là đã thực hành việc học tập về sáu pháp chưa được chấp thuận, nghĩa là sự chấp thuận về việc tiếp độ bằng hành sự với lời thông báo đến lần thứ hai chưa được ban cho. Tiếp độ cho tu lên bậc trên, vị ni nghĩ rằng ta sẽ tiếp độ cho tìm kiếm nhóm tỳ khâu ni hoặc vị ni tuy ngôn, hoặc là bình bác, hoặc là y, hoặc là chỉ định tranh giới thì phạm tội tác ác. Do lời đề nghị thì phạm tội tác ác do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội tác ác. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, ni sư tế độ phạm tội ưng đối trị. Nhóm chứng minh và dị ni tuyên ngôn phạm tội tác ác. 378 Hành sự đúng pháp nhận biết là hành sự đúng pháp, dị ni tiếp độ thì phạm tội ưng đối trị. Hành sự đúng pháp có sự hoài nghi, vị ni tiếp độ thì phạm tội ưng đối trị hành sự đúng pháp lầm tưởng là hành sự sai pháp vị ni tiếp độ thì phạm tội ưng đối trị hành sự sai pháp lầm tưởng là hành sự đúng pháp phạm tội tác ác hành sự sai pháp có sự hoài nghi phạm tội tác ác hành sự sai pháp nhận biết là hành sự sai pháp phạm tội tác ác 379 vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về giáo Pháp trong hai năm và đã được hội chúng chấp thuận vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội